10 lợi ích sức khỏe từ cây sả. Cây sả được biết đến là một loại gia vị rất quen thuộc đối với mỗi gia đình Việt. Không chỉ vậy, cây sả còn được dùng rất phổ biến với những tác dụng đặc biệt hữu ích đối với sức khỏe. Đồng thời, sả cũng được dùng làm nguyên liệu sản xuất ra nhiều sản phẩm làm đẹp và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe cũng như cuộc sống. Trong video hôm nay, Khỏe Mạnh 365 sẽ chia sẻ với mọi người 10 lợi ích sức khỏe từ cây sả. Số 1. Chống viêm. Viêm được cho là nguyên nhân gây ra nhiều vấn đề sức khỏe như viêm khớp, bệnh tim mạch và thậm chí là ung thư. Quercetin là một loại flavonoid được biết đến trong sả mang đến tác dụng chống oxy hóa giảm viêm, từ đó có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và ngăn ngừa bệnh tim. Số 2. Tốt cho hệ tiêu hóa. Sả có vị cay tê nhưng không nóng, khi kết hợp với các món ăn rất kích thích vị giác. Đây cũng là chất giúp kích thích hệ tiêu hóa hoạt động, tốt cho khả năng tiêu hóa trong cơ thể, chống đầy hơi, ngăn ngừa sự hình thành của đờm nhớt, chống hôi miệng hiệu quả. Tinh dầu từ sả giúp hỗ trợ ăn uống kém, các vấn đề về đường tiêu hóa, giảm buồn nôn, giảm chứng đau dạ dày, tiêu chảy. Số 3. Giúp giảm cân. Phương pháp này đã được người Thái Lan áp dụng rất hiệu quả vì sả có khả năng cắt giảm lượng calo trong món ăn. Với họ, sả có tác dụng như ớt với khả năng đốt cháy mỡ thừa, làm thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp máu lưu thông tốt hơn. Một nghiên cứu năm 2015, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hít phải các thành phần của tinh dầu sả làm giảm khả năng ăn và làm chậm tăng cân. Số 4. Hỗ trợ điều trị rối loạn kinh nguyệt. Công dụng của sả sẽ có ích cho phụ nữ thường gặp rối loạn kinh nguyệt và đau bụng khi hành kinh. Theo chia sẻ của nhiều người, bạn có thể áp dụng công thức kết hợp vài giọt tinh dầu sả với một ít bột tiêu đen thành một hỗn hợp lỏng để uống dần. Bên cạnh đó, các chị em cũng có thể ép sả tươi hoặc sắc lấy nước uống để giảm bớt các cơn đau bụng trong giai đoạn hành kinh và điều hòa kinh nguyệt. Số 5. Giúp giảm đau. Chất citrate trong tinh dầu sả chanh có thể giúp giảm đau vì nó làm giảm viêm. Tinh dầu sả được sử dụng làm hương liệu trị chứng đau cơ, đau khớp khi dùng trong các loại đèn sông tinh dầu. Một số người còn thoa trực tiếp sả hay tinh dầu sả lên vùng da bị đau để trị các chứng đau đầu, đau dạ dày, đau bụng và đau cơ bắp. Số 6. Giúp giải độc. Cây sả có khả năng giúp cơ thể loại bỏ axit uric và các chất độc hại khác. Chính vì vậy, việc thêm sả và chế độ ăn có thể đem lại tác dụng giải độc gan, hệ tiêu hóa, tuyến tụy, thận và bàng quang. Đồng thời, sả cũng có tác dụng thanh lọc cơ thể bằng cách tăng cường số lượng và tần suất đi tiểu. Uống nước sả có thể giúp giải độc rượu rất nhanh. Những người say rượu nặng khi uống nước sả vào sẽ nhanh chóng tỉnh táo, đỡ mệt mỏi, nhức đầu. Cách đơn giản là bạn có thể dùng một bó sả giả nát nấu với nước lọc, sau đó gạn lấy một chén nước và uống. Số 7. Giúp hạ huyết áp. Theo các chuyên gia sức khỏe, nếu đang gặp tình trạng huyết áp cao, bạn nên uống một cốc nước sả để giúp làm giảm huyết áp. Vì sả có tinh chất hỗ trợ quá trình tuần hoàn máu, lợi tiểu và tốt cho những người mắc các vấn đề về huyết áp. Số 8. Giúp hạ sốt. Sả có thể dùng để điều trị các cơn sốt rét, cúm và cảm lạnh bằng cách ăn sống hoặc giả lấy nước để uống. Vì vậy, việc dự trữ một ít sả trong nhà là việc làm vô cùng hữu ích và tiện lợi. Số 9. Giúp giảm ho giải cảm. Sả là loại dược liệu có vị the, cay, mùi thơm, tính ấm. Chính vì vậy, sả tươi này còn được dùng như bài thuốc tiêu đờm, giải cảm, giảm ho. Số 10. Giúp làm đẹp da. Tinh dầu sả là một nguyên liệu không thể thiếu trong ngành công nghiệp mỹ phẩm vì nó mang lại rất nhiều lợi ích cho da. Những công dụng của sả có thể nhắc đến là cải thiện chất lượng da, giảm mụn trứng cá, mụn nhọt, đặc biệt làm săn chắc các cơ và mô trong cơ thể. Sau đây là một số lưu ý khi sử dụng sả giúp bạn tránh được những tác dụng phụ của sả. Không nên hít trực tiếp hay uống tinh dầu sả. Nếu hít trực tiếp tinh dầu, bạn có thể gặp vấn đề sức khỏe liên quan đến phổi. Nếu bạn nuốt phải thuốc chống côn trùng làm từ dầu sả thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Phụ nữ mang thai không nên ăn sả. Bạn không nên ăn sả hoặc các thực phẩm chứa sả trong suốt thời kỳ mang thai. Bởi vì sả có tính kích thích tử cung, làm tăng nguy cơ sảy thai. Cây sả là nguyên liệu vô cùng quen thuộc dễ tìm kiếm. Song song, củ sả có tác dụng hỗ trợ rất tốt cho đời sống sinh hoạt hàng ngày của bạn. Vì vậy, bạn nên tận hưởng công dụng của cây sả để làm đẹp cho bản thân và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mỗi ngày.